Ồ, nhưng mà chôn thế này là chôn gần nhà quá cô nhỉ? Đúng rồi, gần nhà À, đây là trước mà chắc không có chỗ chôn này. đây là chắc là trước khi mà chú mà ra đi là chú là đi đôi ủng này thế nhỉ? Vâng, đôi Thành ra ủng là bây đôi giờ hiếc. mới. Đây là một bình đấy, nó là hiệu thuốc của nó. Cô xin tự giới thiệu, cô là làm chi hội phụ nữ và y tế thôn ạ. Hôm nay nó trưởng bản nó không sang được thì điển cho cô sang cùng các cháu sang nhà chị chồng đã mất được gần tháng rồi. Vâng ạ, anh Hoàng Sào Thường là hộ nghèo, thuộc hộ nghèo ở trong thôn ạ. Ông đã nó khó khăn lắm, nó không phát triển được thì nằm hộ nghèo được 6-7 năm rồi nhưng mà chưa thoát được. Bởi vì bố mất rồi còn mẹ ở nhà nên em mới về nhà lấy cỏ. Nó toàn vay mượn, nhà chỉ có một con lợn bé tí thôi. Hôm trước Không, mổ bây giờ chỗ nào nó tôi không mới có có. thâu một pha ổ một pha bóng mà chứ mỗi Thế là mỗi tất cả những cái lễ mà làm ma chay của chú là nó đều là vay đi vay mượn. mượn hết. Vâng, Nhưng mà cô đã vay là đi bao nhiêu tiền rồi? bảo là đi 30 triệu. Bây giờ 30. nó không có cách gì thì chị bảo là cho ba đứa nó học hết lớp 9 đi làm thuê về giả nở cho họ. Con chào các ông các bà. À, bây giờ Mạnh gửi một lời chúc sức khỏe tới các ông bà thế nào? Con chúc các ông các bà rất nhiều. Cháu được xin kính chào. Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở video trước thì cháu Lực có đi vào và chia sẻ một cái hoàn cảnh là hiện tại đang nằm sau lưng của cháu Lực cô bác ạ. Một hoàn cảnh thì cũng khá là thương tâm ở trong thôn và ở trong làng. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực có được là bên chú trưởng thôn là có giới thiệu cháu Lực là đi vào hoàn cảnh. Thì cháu Lực cũng đã vào là ghi hình một cái video rồi. Hôm đấy thì cháu Lực ghi hình thì là gia đình là đang làm ma chay cho bố cô bác ạ. Thế còn bây giờ và hôm nay cháu Lực vào thì cháu Lực tiếp tục vào chia sẻ hoàn cảnh của bốn mẹ con. Và hôm nay cháu Lực đi vào thì cháu Lực cũng có gọi điện cho bên chính quyền thôn và sẽ nhờ bên chính quyền thôn là cùng cháu Lực đi vào hoàn cảnh đó để mà xác thực với cháu Lực là đúng hoàn cảnh và đúng cái sự việc nó như thế, thì cháu Lực sẽ tiếp tục là về sau sẽ vào ghi hình và chia sẻ thêm để mà ghi hình cho tất cả các bác cùng nắm bắt được rõ hoàn cảnh. Thì rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực với lại là Mạnh đi vào hoàn cảnh của bốn mẹ con của bác nhé. Bánh của Mạnh ở đâu? Đây cầm đi. Đây Mạnh cầm cả gói bánh như thế, một tí nữa là cho các chị bên kia nhá. Đấy, đợt là ở video trước thì cháu Lực cũng đã đi vào và chia sẻ một cái video lên cho các bác cùng biết rồi. Thì cũng rất là nhiều các bác cũng có gửi lời chia buồn cùng gia đình. Thế còn hôm nay thì cháu Lực đi vào là phía nhà bên này là cũng là cán bộ thôn của bác ạ. Cô Mai ơi, cô ở nhà chứ cô? Vâng. Vâng. Ôi nhà cô nuôi nhiều chim đấy cô. Hay là con hay là chú nuôi ấy cô? Con nuôi và chú anh à. Vừa rồi anh bác chú trưởng thôn thì có điện cho cô chưa cô Mai? Vâng. Cô với chú thì sức khỏe chưa chú? Chú có vẻ là chắc là vừa đi uống rượu về một tí nhỉ? Cái nhà sàn này là chú cũng mới làm thôi à? Chú với cô mới làm thôi à? Nhìn thấy được là 3 còn năm rồi. được 3 năm rồi á? 3-4 năm. Đúng rồi, chắc là nhà sàn này là làm gỗ tốt đấy chú nhỉ? Như thế là đẹp rồi cô ạ. Ở nhà sàn thì nếu mà ngôi nhà nào làm được gỗ tốt như này là ở rất là mắc.
Thời gian làm thì vật liệu lấy khó nếu làm nhà xin. Vâng. Cháu nước. Vâng, cháu xin nhé. Ai chú uống nước đã chú. Vâng. Đây cháu đi vào nhà cô chú thì ghi hình một chút rồi. Vừa rồi thì cháu điện cho bên trưởng thôn ấy thì có bảo là nhờ cô cùng với lại cháu đi vào cái hoàn cảnh ở bên kia chú. Dạ vâng. Mời chú uống nước nhé. Mời cô uống nước. Chai một năm ba. Mày lấy bánh cho anh một cái. Bánh ấy, bóc bánh cho anh một cái. Anh trốn đi đâu rồi? Vừa rồi thì chú trưởng thôn thì cũng có điện cho cô chứ cô Mai. Vâng. Là đường không ra không vào được. Vâng, cháu gắn cho cô một cái mic này nhé. Chú là cũng là làm bên chính quyền thôn chứ, cả chú cả cô à chú? Không, chú không làm nữa. Cô thì làm bên y tế. Vâng, dạ vâng. Vừa rồi thì cháu có điện cho chú trưởng thôn ấy thì chú có bảo là chú bận này nha, là chú cũng không có lên được. Thì ấy bảo là nhà cô thì là gần nhà cái hoàn cảnh mà bốn mẹ con ấy. Hôm trước là cháu cũng vào chia sẻ một lần rồi. Vâng. Tuy nhiên thì là vẫn được là rất là nhiều là các bác là quan tâm đến. Thì cháu muốn là vào đây là nhờ bên chính quyền thôn là cùng cháu đi vào hoàn cảnh để mà cháu xác thực thêm là có đúng cái hoàn cảnh không, để mà cháu giúp là giúp đúng người ấy không? Vâng. Đấy, uống nước cháu cũng xin phép là chú cô cùng cháu ra nhà bố mẹ con kia một chút chú nhá. Vâng. Đây, cô cháu mình đi cô nhỉ. Vâng. Mày không lấy bánh chia cho anh à? Đây chú bóc cho, không thấy anh à? Đây mày lấy ra kia chia cho anh kia à? Đây kia chia cho anh đi. Đây chia cho anh đi. Còn tiền không ạ? Mùa này thì là ở trong nhà thì cũng không có gì để làm chú nhỉ, mùa này ấy. Đây. Vâng. Cô là, nhà cô là có mấy đứa rồi cô? Cô chú ấy. Vâng, đỡ nó đi chơi. Vâng. Cô là công tác ở bên thôn thì được bao nhiêu năm rồi cô? Được năm 2011. Được 12 năm. 2011, 12 năm rồi cô? Vâng. Từ lúc cô với chú là mới quen nhau là cô đã làm ở thôn rồi chứ chú? À cô? Vâng, đó có hai đứa mới làm. À vâng. Nhà cô nhà ngoại cũng ở trên này. Vâng, nhà ngoại cô là ngay trên này thôi à? Trên đấy. Vâng. Cũng giới thiệu với cô bác là hôm nay là cô Mai là cô sẽ cùng cháu là đi vào cái hoàn cảnh mà bốn mẹ con. Hôm trước thì cháu cũng có vào và chia sẻ là một cái thước phim rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy, vừa rồi cháu Lực nói đấy cô bác là bây giờ cháu Lực sẽ đi vào những hoàn cảnh nào. Là cháu Lực sẽ trước khi mà đi vào cháu Lực sẽ gọi là bên chính quyền thôn là cùng cháu Lực để đi vào để xác nhận xem là đúng cái hoàn cảnh như thế không, xem là có cái sự việc gì mà nó không đúng với câu chuyện mà khi mà những hoàn cảnh đó nói ra thì cháu Lực nếu mà như không đúng thì cháu Lực sẽ xin phép là không có vào chia sẻ nữa. Cái chú kia là mất là tên là gì cô Mai nhỉ? Hoàng Sao Thưởng. Sao Thưởng à? Vâng, bây giờ thì giấy tờ nó có một loại giấy tờ bảo là Hoàng Sao Thưởng. À. Nó không khớp nhau, giờ hôm trước nó đi nhân xá thì nó không khớp. Vâng. Nên làm thế nào bây giờ? Thế là bây giờ như hiểu là gia đình này thì là thuộc bao nhiêu năm hộ nghèo rồi cô? Cô cũng không nhớ. Tí nó hỏi trưởng bàn xem các chị. Vâng. 6-7 năm sao ấy. Ồ, 6-7 năm rồi à? Ừ. Thế là 6-7 năm thì là cũng là phải nói là... Khó khăn lắm. Hộ nghèo lâu năm lắm rồi ấy. Vâng. Bây giờ hộ nghèo thì tầm bao nhiêu năm thì người ta cho thoát hộ nghèo cô? Nếu mà như mà trong... Nhà có điều kiện thì 3-4 năm họ nó cho thoát rồi. Vâng. Giờ nó nhà này nó không phát triển được thì họ vâng. Chưa cho thoát được. Đi trước đi.
Cái nhà này là bây giờ là có là chỉ là bốn mẹ con ở thôi hay là có cả ông cả bà nữa ở cùng không hả cô? Ông bà sổ khẩu nó ở nhà này nhưng mà nó không ở cùng, người nó ở nhà dưới. À lại thế là ở khẩu thì ở đây. Thế là ở với lại chú à? Vâng. Nhà cái chú mà mất này thì cũng đâu đó là được tầm một tháng rồi cô nhỉ? Vâng, được ngay là 2 ngày 3 ngày nữa là được một tháng. Vâng, nhưng mà thấy bảo là chết là đang đi lấy cỏ này xong là bị rơi vâng, xuống à? Nó đi tiết dưới kia nó đi lấy cỏ nó chết đột ngột ở trên ruộng. Nhưng mà chú này thì là có bị bệnh gì hay là uống rượu nhiều không? Không, không nó chuyện bình thường, uống rượu cũng bình thường thôi nhưng mà chả có bệnh gì cả. Vâng. Tự nhiên chết. À. Tôi thấy là trên này là cũng có nhiều ngôi mộ đấy nhỉ, trên này ấy. Đúng, có mấy cái. Gần nhà là thấy là có đâu đó là 4 là đến 5 cái rồi. Thấy còn một cái ở trước mặt là phía cô bác này. Là chôn ở đây. Ồ, nhưng mà chôn đến này là chôn gần nhà quá cô nhỉ? Đúng rồi, gần nhà. À đây là trước chắc không có chỗ chôn này. Đây là chắc là trước khi mà chú mà ra đi là chú là đi đôi ủng này thế nhỉ? Vâng, đôi ủng. Thành ra là bây giờ mới. Đây là một bình đấy nó là hiệu thuốc của nó. Vâng. Đấy các bác nhìn thấy này, một ngôi mộ mà còn là rất là mới các bác nhá. Cỏ còn chưa kịp mọc một chút nào cả. Nhà này thì có vẻ như là cũng xuống cấp lắm rồi cô nhỉ? Vâng, nhà nó hỏng hết rồi. Hôm nay có vẻ như là có đông đông người đấy, không biết là nào. Ba, hai ba đứa con ở nhà. À. Đấy, nhà cửa thì vừa mới làm ma chay cho bố xong thì thấy là vẫn còn là cây cối này, ngổn ngang vứt khắp nơi. À, nhà có bao nhiêu con chó đấy? Một con ạ. Có một con à? À, đây là anh cả đúng không? Ra đây chú xem nào, ra đây đấy, chó bé không phải sợ đâu. À, thanh niên là tên gì ấy nhỉ? À, em tên Giang. Tên Giang à? Vâng. À, thế bây giờ thì chào con có bà nhé, khoanh tay nhìn xuống bên kia. Cháu chào con có bà. Rồi hôm nay thì Giang ở nhà làm gì? Nhà cắt cỏ cho bò. Cho bò à? Vâng. À, quần áo thì sao lại mặc áo rách như này rồi hết rồi? Cắt cỏ. Thế có áo mới không? Không ạ. Ôi ôi, đi học mặc áo này thì không sợ bạn bè có trêu được không? Không ạ. Không á? Đúng ạ. Đấy cô bác này, quần áo thì là của bạn Giang là mặc là bên này thì cũng rách này, bên này cũng rách mà bên này cũng rách mà bên này nó cũng rách rồi. Thế hầu như là mỗi lúc mỗi chỗ là rách một tí thôi. Bây giờ chỉ còn là khâu vá vào. Mẹ có ở nhà không? Có. Có à? Thế đưa chú lên nhà nào. Với lại cả cô lên nhà. Cô lên nhà đi cô. Vâng. Lên nhà cháu. Vâng. Rồi, mới bước vào thôi là các bác nhìn thấy là những cầu thang này là thấy cháu Lực thấy là mọt hết rồi. Lên nhà cháu. Vâng. Lên nhà cháu. Vâng. Ồ, thế các anh, các ông là đang ngồi ăn cơm à? Vâng, lúc con nó làm à cái. À, thế là giúp con dâu là làm cái này hả ông? Vâng. Đây, đây cầm thùng mì tôm này để trên bàn thờ đi. Đây, chú ăn mì tôm. Ô vâng. Bánh gì kìa, đây kìa, đây chú để kìa. Đấy. Nào thanh niên này ra đây ngồi trước mặt chú xem nào. Hôm nay là đi đâu làm gì đấy? Coi đây. Đấy. Hôm nay là ở nhà là có đi cắt cỏ hay là đi làm gì không? Có. Có à? Đấy, chia cho à? Chị gái kìa. Cho chị gái trước. Chích. Không phải chích. Đấy, chia cho chị gái trước. Đây, anh em cho hai con, chia cho anh nữa. Anh nha Giang ra đây. Anh Giang ra đây. Ra đây ngồi đây với chú nào. Đây. Cho thêm cả anh nữa. Hết rồi. Có cháu đâu. Được, cả mỗi người hai con. Đây, chia cho anh. Thêm một con nữa. Rồi. Đấy, nào, đi ra kia. Đây, của Mạnh này, đây này. Thanh niên này ngồi quay ra này chị. Sao là hai anh em lại ai cũng mặc áo lại không có cúc à? Này cúc nó bay hết rồi à? À.
À, thưa các bác, ở bên kia là gần cô Mai, là mẹ của ba bạn nhỏ này các bác ạ. À, thời gian vừa rồi thì cháu cũng ra, hôm trước thì cháu Đức cũng ra chia sẻ một cái video các bác, thì cũng có rất là nhiều là các bác là quan tâm tới lại hoàn cảnh của ba mẹ con sau khi mà người bố là đi ra ngoài đi lấy cỏ, không may là gặp tai nạn, là hiện tại là ra đi là mãi mãi rồi. Bây giờ thì tất cả những công việc là nuôi các em lớn này, đi học này, đều là một tay người mẹ là gánh vác hết. Thì cháu Lực thấy là hoàn cảnh cũng khá là tội nghiệp, và cũng được là các chú ở bên thôn là giới thiệu. Và đặc biệt hôm nay là cô Mai, cô bác ạ. Cô Mai, cô có thể giới thiệu một chút bản thân của mình được không cô? Để cho các bác là biết là cô đang là làm là chức vụ gì ở trong thôn được không? Vâng ạ, cô xin tự giới thiệu, cô là làm chi hội phụ nữ và y tế thôn ạ. Hôm nay nó trưởng bản nó không sang được thì điền cho cô sang cùng các cháu sang nhà chị chồng đã mất được gần tháng ạ. Thế thì cô cho cháu hỏi thì vào cái hoàn cảnh của bố mẹ con đấy thì là có thật sự là một cái hoàn cảnh mà thuộc dạng là hộ nghèo ở trong thôn không cô? Vâng ạ, là anh Hoàng Sào Thường là hộ nghèo thuộc hộ nghèo ở trong thôn ạ. Ông đã, nó khó khăn lắm, nó không phát triển được, thì nằm hộ nghèo được 6-7 năm rồi nhưng mà chưa thoát được. Vâng. Bây giờ này một tay chị nó nuôi các cháu thì bây giờ không biết có các cháu có giúp đỡ gì về chị ấy không. Vâng. Cháu thì ba đứa còn nhỏ. Vâng. Đấy, nhắc là đây chỉ phí nó để cờ phíp anh ạ. Được thì phíp xua mà này. Công là đây chỉ phíp. Tám là 84. Tám tiếp cầu thì nơi đây chỉ phíp. Chỉ nó 84. 84 là năm nay là được 40 à? Đúng. Là được 40 tuổi. 40 tuổi thì để mà độ tuổi mà già quá thì cũng chưa đến độ tuổi đấy cô bác. Ở trên vùng cao thì hầu như là các cô là lao động vất vả, cho nên là lúc nào cũng là già trước tuổi cô bác ạ. À. Còn thanh niên này thì là hôm nọ chú hỏi là bây giờ chú lại quên tên rồi. Thanh niên này là tên là gì ấy nhỉ? Tên là gì? Hán Tư mà. Tên là Đoàn à? Thế là Đoàn là năm nay là học lớp mấy? Lớp 5. Là học lớp 5 rồi à? Thế thời gian này đi học chưa? Chưa. Thế sắp đi học chưa? Sắp rồi ạ. Sắp đi học rồi đúng không? Thế là mấy nữa đi học là em là ở lại trong trường không hay là buổi tối lại về nhà? Buổi tối lại về nhà. Thế thì Đoàn thì là thời gian này là có ở trong trường không? Không ạ. Đoàn thì là năm nay là em có còn ngủ lại trong trường không? Không ạ. Không ạ, nhưng mà lý do lại sao em lại không ngủ trong trường nữa? Bởi vì bố mất rồi còn mẹ về nhà. Nên em mới về nhà lấy cỏ. Thế là về nhà là nghỉ học là phụ mẹ đúng không? Vâng ạ. Rồi, bé thôi, năm nay mới lớp 5 đúng không ạ? Lớp 5 là rơi vào là 10 tuổi. Đến 10 tuổi đã biết là cái suy nghĩ là rất là lớn rồi, rằng là một mình mẹ ở nhà sợ mẹ là tủi thân, làm việc vất vả, là về nhà giúp đỡ cho mẹ lại anh lại là thêm là em gái nữa. Thế thì đến bây giờ thì còn có nhớ là bố mất được bao nhiêu lâu được không? Không rồi ạ. Được sắp được một tháng chưa, được 30 ngày chưa? Sau này sắp đây rồi. Sắp được rồi à? Vâng. Thế là bố mà mất như này thì là trong 30 ngày đấy thì em có cảm thấy là nhớ bố không? Có ạ. Có, đã từng đêm nào mà đi ngủ mà nằm mơ là bố sống lại chưa? Có ạ. Có rồi à? Vâng ạ. Nằm mơ như thế thì mỗi lần mà tỉnh dậy là mình có nói với anh hay là nói với mẹ không? Hay là chỉ là riêng bản thân của Đoàn biết thôi? Đoàn có chia sẻ cho mẹ không? Không ạ. Không chia sẻ cho mẹ biết à? Vâng. Thế là hôm nay là anh ra thì anh hỏi là em mới nói ra thôi à? Vâng. Đi học như này thì là học được đến lớp 5 rồi, thì có năm nào được giấy khen về nhà không?
không ạ. Vẫn chưa được à? Ừ. Thế thì sang năm sau là cố gắng nhé. Ừ. Cố gắng để mà lấy giấy khen về là khoe với mẹ là năm nay là được giấy khen nhé. Ừ. Rồi. Thế thì thấy là hai thanh niên là mặc, đây là có mặc áo của anh không? Không. Không à, đấy là áo của em đúng không? Không. Áo này là ai mua cho? Mẹ ạ. Áo này là mẹ mua cho à? Vâng. Có biết là mẹ đi đâu lấy tiền về để mua cho không? Có ạ. Có à. Thế mẹ lúc đấy là đi làm gì về để có được tiền, xong là đưa Đoan với lại các anh đi ra chợ mua được quần áo? Bố đi làm gửi tiền về ạ. À, thế là bố đi làm này là gửi tiền. Vâng. Thế là từ trước đến giờ thì có biết là bố đi làm những công việc gì để mà có được tiền đi mua quần áo cho Đoan, cho Đoàn không? Không. Không à, cũng chỉ biết là bố đi làm thôi đúng không? Vâng. Ở nhà thì còn quá nhỏ cho nên là bố cũng không có chia sẻ cho là những công việc mà bố đi làm là cái gì cả cô bác ạ. Bạn gái nhỏ ghê ra đây, chú hỏi cho nào. Em tâm không, em tâm. Hãy ra đây với chú xem nào. Ôi, áo này ngắn rồi. Nào, áo này ngắn hết rồi. Ở nhà còn cả áo dài nữa không? Vẫn có à? Thế là ba em ai cũng đều là mặc những cái bộ quần áo mà có em thì là không có cúc, còn có em thì là rách hết cả tay này, cả bụng này, hầu như là quần áo là rách hết rồi. Thì nếu như mà các bác, cô chú anh chị có những bộ quần áo mà vừa tầm mà lứa tuổi các em, Giang thì năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Được 12 tuổi. Được 12 tuổi, 10 tuổi. Bạn gái này thì năm nay được bao nhiêu tuổi, em nhỏ đấy? Được 8 tuổi. Được 8 tuổi. Đấy, nhưng mà nếu mà các bác có những bộ quần áo mà tầm lứa các em thì cho Đức xin để mà gửi cho các em. Nếu bộ quần áo nào mà có thể là mặc đi học thì là mặc đi học, còn những bộ quần áo nào mà mặc đi làm thì có thể là cho các em là đi làm. Đấy, cả ba anh em thì thường thường là đi làm ở nhà là phụ mẹ, là những công việc gì là nhiều nhất? Cắt cỏ. Nhà thì bây giờ hiện tại là còn bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò? Còn một mẹ con bò. Hả? Còn một mẹ con bò. À, là còn một mẹ con đúng không? Vâng. Thế là con kia thì là lớn hay nhỏ? Nhỏ. Vẫn là nhỏ thôi à? Vừa đẻ. Vừa đẻ thôi à? Vâng. Bò không phải bò ở nhà, nó đi mượn họ về nuôi thôi, không là phải bò là cũng nhà. Thuộc dạng là như kiểu là bò nơi giói thôi à cô? Vâng, nơi giói, không phải ở của nhà. Giờ nhà hôm trước thì đi đám ma, cũng đám ma cho đám trai cho anh ấy cũng đi mượn vay về mua một con trâu bé làm cho. Đấy là một cái phong tục phải nói là nó đã phong tục đã khắc sâu vào vào là dân tộc rồi cô bác ạ, thành ra là để mà bỏ đấy thì là cái đấy bỏ rất là khó, cũng có rất là nhiều cô bác nói rằng là còn là cổ hủ đấy cô bác. Thế nhưng mà cái điều đấy thì nếu mà các bác là đặt ở cái địa vị mà những cái người ở trên vùng cao thì là các bác là mới biết. Như hôm trước làm thì cô thử hỏi là cô đấy, cô bên kia là tên là gì? Dám. Cô và cô Dám à? Vâng. Là hỏi cô là cái về cái làm phần ma chay là tốn bao nhiêu tiền thôi cô? Vâng. Là tôi họ sẽ cái mất chỉ lại á. Linh phải cờ cái linh ngoài. Linh phải thôi, linh phải kiếp chiều nó tương lý cẳng nào. Thì vai cái thổ tháo mình sao ý thổ tứ càng. Đúng thì vai mà nâng sứ thuốc. Nó tìm mũ thì dân mới chủ tóc lại được nổ. Cả mà cao linh. Nó toàn vay mượn ở nhà chỉ có một con lợn bé tí thôi. Trước mổ ấy, bây giờ nó không có. Thế là tất cả những cái lễ mà làm ma chay của chú là đều vay mượn hết. Vâng. Nhưng mà cô đã vay là đi bao nhiêu tiền rồi? Bảo là đi 30 triệu. 30 triệu? Vâng. Làm sau một cái lễ ma chay là 30 triệu. Đối với cô là 30 triệu đó là một cái số tiền mà phải nói nó là lớn rồi nhưng mà rất là lớn cô bác ạ, chứ không phải là lớn nữa. Đấy, nhưng mà cô tự hỏi là nếu mà bây giờ 30 triệu đấy, bây giờ cô sẽ đi làm cái gì để mà có được giải? Ờ, mua về đâu họ cần mà chút bôi đè.
thả lục trư á học kiểu giờ cáo cho những cái đảng phôi cáo những ngân hàng cao những cơ đi con tọt hiện những cơ đi như thế thả bây giờ tư cáo căng mà bôi cho nó giờ nó không có cách gì thì chị bảo là cho ba đứa nó học hết lớp 9 đi làm thuê về giả nở cho họ là thế. Giờ cho chị đi làm thì không ai ở nhà chăm các cháu thì bảo thế. Ba bạn nhỏ năm nay mới chỉ có 10 đến 12 tuổi đến 7 tuổi này. Chị nó đợi bảo hết lớp 9 khi nào mới hết lớp 9 được. Giang thì là năm nay là học lớp lớp mấy? Lớp 7. Năm nay mới học lớp 7. Thì nó còn, nó chật một lớp sao ấy? Là trước là học chậm một lớp à? Ừ. Đấy. À, bây giờ cô thì cũng chỉ biết là nuôi các con lớn lên rồi là đợi các con đi làm xong là lấy tiền về để mà giúp mẹ là giả tiền để mà làm phần ma chay cho người bố xấu số khi mà đã mất rồi. Ở đây thì là chứ không phải là do là chú uống rượu hay là nghiện rượu là bị gặp cô bác ạ. Hãy đi làm, đi lấy cỏ này, gặp cả tai nạn. Gia đình đã thuộc là hộ nghèo trong thôn rồi mà sau khi mà làm một cái đám ma xong lại còn lại càng nghèo thêm. Khi mà nghe mẹ nói rằng là đợi sau này các em học hết lớp 9 xong rồi đi làm thuê về giảm nợ thì em có biết là em có cảm nhận được là cái cảm xúc của mình bây giờ như thế nào không? Em có mong muốn là học hết lớp 9 không hay là muốn là đi làm luôn? Có, mong muốn học lớp 9 ạ. Mong muốn là học lớp 9 đúng không? Ừ. Em có mong muốn là đi học thêm lớp 12 nữa không? Không ạ. Không à? Ừ. Nhưng mà tại sao em lại không có mong muốn đi học 12 nữa? Vì nhà con một mình mẹ thôi. Không thể không có tiền hay là không thể mà đi học được? Không thể đi học được. Bởi vì là đi học 12 thì cũng bây giờ đi học xa thì cũng lại tốn thêm một cái khoản là kinh phí nữa. Mà bây giờ các em thì gần như là đã có suy nghĩ rằng là học cái lớp 9 là đi đi làam để mà giản đi làm để kiếm tiền đưa cho mẹ để giản nợ thôi. Bây giờ thì là Giang thì là anh cả, có thể nói là một người anh này, xong là nhận luôn trách nhiệm là một người bố để mà dạy dỗ các em, để mà lo lắng cho các em nữa. Mẹ thì năm nay cũng gần 40, nhưng mà nhìn vào cái sắc mặt thì các bác nhìn thấy rằng là như hiểu là đã cũng có cảm giác như là thân thể là rất là già và ốm yếu rồi. Cô thì là có thêm là căn bệnh gì nữa không cô Mai? Không, không chắc à, mấy hôm nay nó lo lắng nhiều thì chỉ nó gầy. Một cái dáng người mà cũng rất là nhỏ cô bác ạ. Đâu đó chắc độ tầm là được hơn 40 cân thôi. Hôm nay thì là cũng rất là cảm ơn là cô Mai là cùng cháu vào hoàn cảnh của bốn mẹ con để mà chia sẻ cho cháu biết thêm là nhiều những câu chuyện. Thì ở đây thì cháu cũng ra ghi hình để cho các bác khán giả, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là nắm gió thêm về cái hoàn cảnh. Thì nếu như các bác có duyên với lại là bốn mẹ con, cháu lực rất là mong sẽ được là sự hỗ trợ và trợ duyên của các ông các bà để giúp cho ba bạn nhỏ này về sau, về tương lai không phải là gánh những cái món nợ mà khổng lồ ở trên đôi vai nữa rồi cô bác ạ. À, sau một khoảng thời gian mà bố mất cũng được hơn một tháng rồi, nhìn vào cái sắc mặt của các em thì lúc nào cũng nhìn vào mặt bạn nào thì cũng giữ cho mình là một cái khuôn mặt mà rất là buồn cô bác ạ. Ở một khoảng thời gian này, một tháng về trước, lúc nào cũng còn có bóng dáng của người bố này, người mẹ này, lúc nào bóng dáng của người bố này, lúc nào cũng luôn luôn nhắc nhở mình làm những công việc này, công việc nọ, luôn luôn có người mà dạy bảo. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có là một mình mẹ thôi, một mình mẹ để mà lo thôi. Thì các bác nhìn thấy là ngôi nhà thì tất cả hoàn toàn là đều làm bằng gỗ, nhưng mà gỗ này thì có lúc nhìn thấy là làm cũng từ khá là lâu rồi. Ngôi nhà này thì làm được từ bao lâu rồi? Từ ông cụ hay sao ấy, nó làm lâu, bây giờ nó gỡ ra thì hỏng hết rồi. Thế là từ thời cô rồi à?
Vâng. Làm từ thế kỷ năm 76 rồi. À, thế là ngôi nhà này làm từ năm 76. 76 là cũng xấp xỉ là được hơn 40 năm rồi. Hơn 50 năm rồi. Bây giờ nó hỏng hết rồi, giờ dỡ thì hỏng hết rồi. À, bây giờ thì cô với lại là cô ngồi uống nước nha, để cháu đi chia sẻ thêm một vòng căn nhà cho các bác mạnh thường quân là biết thêm. Vâng. Ba anh em đi cùng anh nhá. Vâng. À. Cô Mai cháu mượn một cái mic ở đây. Để cháu thở cho. Đây, ở phía trong ngôi nhà thì phải nói là ngôi nhà rất là thấp của bác. Cháu lực chỉ đâu đó là tầm mét 6 mấy thôi, nhưng mà đã gần chạm đến đầu rồi của bác ạ. Thế là chỗ ngủ của ba anh em là ngủ ở đâu? Ngủ ở đây à? Đâu, đưa cho anh đi vào xem chỗ ngủ ấy nào. Thế là trước là... trước là bố là ngủ đâu? Trước là bố ngủ ở bên này á? À, thế là bây giờ là ai ngủ lại là giường bố ở ra? Yeah. Bây giờ thì ai ngủ lại giường của bố? Có ai ngủ không? Không ạ. Không ai ngủ à? Không. Nhưng mà ở đây là em, các em sợ là không dám ngủ hay là như nào? Sợ không dám ngủ. À, đấy, mặc dù là bố đấy nhưng mà các em khi mà bố ra đi là nhìn thấy bố mà mất ở ngoài đấy các bác là vẫn còn rất là ám ảnh và rất là sợ. Thế là bên này là ai ngủ đây? Bọn em ạ. Bên này là em ngủ à? Vâng. À, em ngủ ở đây thì thấy là có một cái tấm nệm nhỏ nhỏ này này. Tấm này thì tối mua... mới giải ra. À, đến buổi tối thì là hai anh em mới giải ra ngủ à? Vâng. Thế là buổi tối là hai anh em là ngủ ở bên này. Vâng. À, thế là em gái này là ngủ với mẹ đúng không? Vâng. À, ngủ với mẹ là ngủ ở phía bên kia à? Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ thì cùng chú là đi ra ngoài nhá. Vâng. Đấy, nhà thì là đun bếp củi ở trong nhà cho nên là trên này rất là nóng các bạn, à trên này là rất là đen các bạn, như kiểu là một cái ngôi nhà mà đá tô một cái màu đen rồi. À, thế là hôm nay là các ông là ra giúp làm cái này à? Vâng ạ. À, gia đình là không có người con trai, không có người đàn ông lớn tuổi nữa rồi, cho nên là những công việc nặng như này là được các ông ra giúp đỡ. Đây là hôm nay là các ông là giúp hết à? Vâng ạ. À, những cái cột gỗ này các bác này, ở trên sàn nhà thì có vẻ như là nhìn khá là to, nhưng mà những cái cột này thì hầu như là đã bị mọt là rất là nhiều rồi. Anh thấy là sâu tản ly này có bị sạt không? Này mà khi mà mưa to là có bị dột vào trong nhà không? Có à? Ừ. Thời điểm này thì là vào cái mùa mưa cho cô bác ạ, cho nên là mỗi lần mà cơn mưa thì là nhà các em là sẽ ướt hết. Đấy, cũng ở đây thì cũng thuộc dạng là nằm vào trong là hầu như là bên trên này thì là không có nhà nào đâu cô bác, toàn là cây cối thôi. Xung quanh nhà thì có lúc nhìn thấy là có rất là nhiều cây to. Nếu mà có những cơn gió to hay mà đổ xuống là có thể là dẫn đến sập nhà luôn. Ôi, những cái cột này thì đã bị ấy hết rồi đấy. Đây, dưới thì là cho lợn, cho gia súc để gia cầm nhỉ. Còn trên là cho người để ở. Đây, chia này thành nhà hai tầng. Đây là dùng để nấu cám lợn à ra? Vâng ạ. Ôi, đằng sau tả ly này các bác này. Đằng sau tả ly thì các bác có thể nhìn thấy được rằng là cái phần mái hiên ở trên kia các bác là sắt đi vào cái phần tả ly luôn. Ở đây nếu mà bây giờ mà tả ly cái phần tả ly này mà đổ là có thể là dẫn đến là những cái cột nhà này có thể là bị sập là bất cứ lúc nào. Này thì đã bị đổ lâu chưa này ấy? Lâu rồi ạ. Lâu à? Vâng. Thấy ngồi nhìn trong đi vào nhà các em thì có nhà lẫn nhà là nối tiếp với nhau, nhưng mà nhà nào các bác cũng nhìn thấy được rằng là cảm giác như rất là ọ ẹp này.
Cái con bò này là đi nhận về nuôi à? Vâng. Thế là các em là thường ở nhà là đi lấy củi này, à đi lấy củi này xong là đi cắt cỏ cho trâu cho bò à? Vâng ạ. Đấy, thưa các bác, ba anh em thì phải nói là có một số phận mà phải nói là cũng rất là bi đát của bác ạ. Và ba anh em thì ai cũng đang trong cái độ tuổi mà tuổi ăn, tuổi học mà đã phải là có cái suy nghĩ là học hết lớp 9 là đi làm thuê để mà lấy tiền là đưa mẹ. Như các bác nhìn thấy này, Giang là anh cả bây giờ là phải nói là vừa vừa làm bố này, xong lại vừa làm anh để mà nuôi dạy các em. Thế Đoan thì là cái dây này, cho chú hỏi dây này là dây gì đấy? Cái cuốc và cái chân à? Cái dép, dép này là dép của em hay là dép của ai? Dép của em. Dép của em mà, nhưng mà sao anh nhìn thấy là dép to quá? Ai mua cho dép này ấy? Mẹ. Mẹ á? Thế là ba anh em thì bây giờ chuẩn bị là đi vào năm học mới thì có quần áo chưa? Có áo mới chưa? Chưa. Chưa à? Chưa đi mua áo mới à? Vâng. Năm nay thì là liệu là các em còn được đi mua quần áo mới không? Không à? Nhưng mà em biết là tại vì sao lại mình không có tiền để mình đi mua quần áo mới không? Có à? Thế tại vì sao? Tại vì bố mất không có tiền ạ. Tại vì bố mất là không có tiền nữa là. Vâng. Thế là Giang là năm nay là được 10 tuổi nha. Năm nay là chuẩn bị đi vào lớp 5 đúng không? Chuẩn bị đi vào lớp 5 là được 10 tuổi của bác. Ê, hôm nay thì cháu được là vào là tiếp là vào hoàn cảnh của ba anh em thêm một lần nữa. Và cũng được là bên chính quyền thôn là cùng cháu được để mà đi vào và xác minh cái hoàn cảnh. Là một cái hoàn cảnh mà phải nói là rất là đáng được các cô chú anh chị mạnh thường quân giúp. Cháu được rất là mong sẽ được sự hỗ trợ và trợ duyên và được các bác cô chú anh chị là yêu quý các em. Và lời cuối cùng thì chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các bác cô chú anh chị ở sống theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Giang bây giờ Đoàn thì gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé. Bây giờ em khoanh tay, con chào tạm biệt các bà. Con chào tạm biệt các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.